Bây giờ đấy mở cái cửa ra đấy, cô đợi tầm mưa nhé. Đấy, cái chỗ có vợ cát chặt trắng ấy, là có hai cái dọc dọc ấy, là có một cái con đấy, con bơi gần đến đấy rồi đấy. Ăn thích đi tàu không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.